nóng nhá. Con chị ca nào, chị ca nào. Đây 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 đây. À chưa. Ngon thế. Con lấy bánh cho bác à? Vâng. Bánh gì đây? Bánh ngon thế. Này. Mẹ con vào nhà chơi đã. Thôi em đi về luôn thôi. Để ăn kẹo nhá. Kẹo mẹ đi sắn nhá. Ừ. À mẹ chưa? Mẹ. Đấy, con ngồi. Con ngồi đây nhá, để sắn nhá. Đây. Cái bẩn đấy. Thank you.
dậy đi con. Vâng mẹ chứ. Vâng. Xuống đi, bận kẹo con đâu. Mẹ.
thịt lắm. Cái gì đây? Bẩn cái mũ. Không nghịch nước, áo ướt rồi đây này. Đem này. Bấn con, không làm như thế. Đi vào trong này hộ mẹ thôi. Băm cho con lợn thôi. Con này không hiểu sao. Để cho mẹ nào. Mẹ mượn nhé. Huy nhá. Đục trứng cho Huy nhá. Nhìn. Nhìn nhá.
ra tóc mẹ. Thảo, nóng quá không ơi. Mẹ bóc. Thôi ạ. Mẹ bóc 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 thế thế. Được rồi, được rồi, được rồi, để mẹ bóc. Nóng, nóng, nóng con. Nóng, mẹ bón này nóng. Con được vứt đi đâu nha. Ngon chứ. Em đi. Bỏ xuống ngay. Thế bận à? Đánh mẹ con. Ra đây, ra đây. Nóng. Con ngồi xuống à? Xuống cẩn thận nào. Đây. Mệt nhé, ướt áo nhé. Đạp. Con đi đâu ấy?
mập chặt nhé. Lớn. Má mẹ đi. Cơm má là nè. Cơm má không như làm bánh sắn không. Nhá. Nhịp nước nha. Nóng nhá, con chị ca nào, chị ca nào. Nóng á. Ăn không? Ừ á, vâng chứ. Nóng, nóng. Nóng. Ngon chứ. Làm bánh cho Huy nhá. Nóng, nóng. Ngon không? Sao con lấy được không nóng à? Ra đây nhanh. Ngon không con? Ừ á. Vâng chứ. Tay nào. Ngồi xuống đây con. Đấy. Ngã đây. Ngồi đi. Ngã con. Này. Đi. Lấy đồ vào đây nhá. Hết bánh rồi. Xá một tí nữa. Để mẹ làm bánh cho. Đây 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 đây. À chưa. Ăn đi. Ăn to vào. Ngon chê. Con sao con lại nghịch như thế? Con ăn đi.
này. Ăn không? Này, này. Ăn đi này. Ngon thế. Ngon chê. Chị lấy đi cho ba hàng xóm mới nhá. Cho ba hàng xóm mấy cái nhá. Mẹ sử dụng cho ba hàng xóm nhá. Nhá, này mẹ cất cho. Nằm xuống đấy, đi theo mẹ đi. Đấy. Đi. Đi. Mẹ đi nhá. Đi đâu đây? Con làm mấy cái bánh cho bác thôi. Ôi, con làm được bánh gì đấy? Cái bánh sáng thôi. Ôi, mẹ con lấy bánh cho bác à? Vâng. Bánh gì đấy? Bánh ngon thế. Này. Mẹ con vào nhà chơi đã. Thôi em đi về luôn thôi. Về á? Vâng. Cho con vào đây chơi đã. Em về luôn thôi. À, thế ăn bánh với bác không? Con ăn rồi. Dạ. Bye đi, bye bác đi. Bye nhá. Ừ, yêu lắm. Con về nhá. Vâng. Mày quá. Giờ này không biết nấu. Mày quá. Giờ này cũng không biết nấu gì ăn. Mẹ mấy mẹ con, hai mẹ con cho. Quá. Mẹ con cho mấy cái bánh ăn. Ngon không?